Trời ơi, mưa bậy luôn hả? Rớt rồi. Rớt xong rồi. Rớt xong rồi. Rớt trong đó luôn. Rồi luôn. Hắn đưa đó luôn. Nè, hửi cái đi. Nè, hửi cái, hửi cái. Cái này mày không bay là mày chết. Rớt con nè. Ngay đầu nè, rớt con nè. Rớt con nè. Thấy à, thấy ngay đầu à. Giữa táo luôn. Ép nè. Cho mày ép nè. Đây là ná SK1 mini được sầu ca vlog thiết kế. Thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Nay mình nhìn mình đi săn nè. Tiếp tục đi săn ở khu vực ở dưới dòng ghiền. Thì hai anh em mình vô cái vườn này có hai con mà nó bay à, nó bay qua mình nè. Cái sầu cà gình đây có gì không? Con đen như con bồng nó. Mình này khôn lắm. Ở đây bắn đó. Con bồng như con đen. Người ta đi nghe thấy mình túc tụ hú, người ta cũng dòm, tao không biết chuyện gì. Hai con bình minh không biết rồi. Một con nè. Biết rồi, nghe nghe, còn con nữa. Nó mới kêu mà. Kệ đây nè, đứng đây nè. Gọn là mà gọn. Kìa vô sao tôi nghe nè. Nó đứng nguyên đích kìa. Tào lá đó. Mới nhảy vào tào lá đó. Hôm nay hả? Trời ơi, giống gì? Giống mà. Mới nằm đây nè. Mới nằm tàu lá đó. Mới nhảy vô trong á. Nhảy vô trong á. Giọng xe. Rồi rồi rồi. Rớt bụi tre anh em ơi. Rồi biết rồi. Rớt bụi tre. Rồi rồi. Được 2 mét nữa. Bắn xéo nghe. Rồi xong anh em đừng con. Có mấy ông nội kia đứng dòm kìa, không biết làm gì nữa. Rồi, rớt rồi nè, à rớt rồi. Cắm đầu rồi. Cắm đầu rồi. Mà cắm đầu, cắm đầu ác nữa, có ghê không? Ừ có ghê. Có ghê. Rồi lẹ bên đây. Lẹ nó trôi kìa. Lẹ lẹ, phải ghe đi. Rồi trời nó bự ông nội ơi. Đừng con nữa anh em ơi. Ngày dớt luôn, mắng xiên qua luôn. Xiên trúng đặt luôn mà. Xiên cây xiên gì tùm lum hết trơn mà, xiên qua luôn trời.
bự chán luôn anh Minh ơi. Con này ú á, kêu nãy giờ nè, nãy giờ dướng bụi tre mà mình bắn không được. Giờ phải mình phải mượn lụm. Trong thời gian lụm kiếm con dao trảo à. Được không? Nó trôi mới tới mé luôn nè. Minh ơi, Minh nào, khỏi Minh ơi, khỏi. Nó trôi nó bạc tới mé rồi. Nó trôi tới mé nè. Được. Mình tính mượn ghe mà nó trôi tới đây luôn. Hên quá, nó trôi vô đây luôn. Khỏi mượn ghe người ta. Hên quá mình ơi. À, nó bự. Này biết nó trôi bạc vô, con này bự ghê luôn. Hên sợ. Mình thấy nó trôi ghe nước sấy á. Trời ơi, trời một viên ngay ớt. Xiên hết luôn. Trời ơi. Xiên qua luôn. Xiên. Rồi đi. Rồi bay gì kìa. Chung nhánh. Má trời kìa. Rất con nè. Không, ngay đầu. Em bắn ngay đầu. Ba con mà được ăn. Má ba con này được con. Bật nhẹ cái ghế không? Đi lụm đi. Nó gớt đâu à? Rồi, thấy rồi, em bắn ngay đầu rồi. Ba con luôn. Ba con sầu ca, hai đứa con à. Quá dở. Coi chừng nó ra đó nè, mình ơi, núp đi mình ơi. Thấy ngay đầu à. Giữa táo luôn. Giữa táo luôn. Con đầu tiên bắn trúng trên cây thấy không? Không thôi là trúng. Chứ thôi lụm mày. Con đầu tiên trúng trên cây uổng. Còn ảnh không? Đi qua đi, nó phơi nắng. Được con này ngay đầu à. Rồi bắn chết tốt. Tiếp này mày. Mình nhìn mình là thấy được một ổ cua xanh anh em, đây nè, trên đọt đây nè. Hai anh em mình phải bỏ xe đi qua. Giờ anh em đi chiến cho anh em coi, ổng trên đọt này đậu như là mấy trái quất vậy đi. Cục luôn. Không nhiều lắm. Bỏ dép luôn.
Nè em ơi, kè tôi hú kè, thấy không? Thấy tôi hú không? Kè kè, cua xanh đấy kè. Ức. Vô vô bắn lên ra sao bằng ngọn này. Má tham dưới trời nhiều quá tham quá. Lượng nào trong chống đừng xẹt lá. Rớt con. Bắn lại đi Minh ơi. Còn kìa Minh. Nó qua kia đậu nữa à. Nó đậu nữa rồi đó. Rồi. Góc xéo bắn im hơn chứ. Bắn được 3 cái hụt rồi. Hụt rồi, giờ anh em mình phải qua bên đây. Anh em mình di chuyển vô giường này. Ở trên đọt kìa. Đậu cục cục trên đó kìa. Thằng thì bắn góc lên đầu, còn thằng bắn góc 45. Phải chịu rồi. Cái lò này có đem theo không? Cái này mình bắn từ từ, không biết được con nào không nữa. Cựa kìa, sát bên của mình ơi. 3 mét. Kệ đi. Đi bình thường thôi, đi từ từ. Trời, cu xanh 5-60 con. Ngay đầu nè, rớt con nè. Rớt cu xanh nè. Còn nãy con rớt này bơ. Chủ cảm ơn rớt đen con nó mất tiêu rồi. Tiêu không gặp. Còn nhiều lắm. Được không con nè. Còn con rớt đây nó mới sầu ca kiếm gặp anh em. Không biết đâu rồi đeo hồi sầu ca tìm. Mày bắn nó rớt xuống. Được con à. Có con nào nữa không. Cua xanh nhiều quá. Mình này không phải cua xanh. Anh mình qua bắn không được. Để giờ sầu ca. Xanh tôm hú trên đọt nè. Trúng nè. À, toàn là tôm hú mà con. Rớt con nè. Mày xuống đây là mày xong với tao rồi. Đường nào mày chạy khỏi sầu ca. Còn con ở trên mà dây ướt rồi nè. Mưa rồi nè. Vẫn còn bay được. Một thằng. Gì cho nhanh. Bắn bắn viên thông bụng lòi lòi ruột anh lòi ruột. Nãy mình qua mà không ăn được sầu ca, qua mới ăn được con. Đợi chút nữa còn nào nữa không nè.
vô bắn đá cái thằng sách lo gom chim đi mất tiêu, còn thằng lót thoát ở trong giang hồ vãi shit. Được 4 con chưa review nữa. Làm được con cu cọp với con bông hả? Làm con cu cọp với con bông hả? Em con đen với hai cu xanh mà làm được con rồi trời. Ủng thế trời. Cũng cả bắt được hai cu xanh anh em. Mà con rớt xuống mất tiêu. Nào chùm nè. Động nó dữ quá. Nghe đường chùm lên nè, hả, lủi vô trong cái lùm này nè. Hai thằng đi vòng vòng bờ vuông. Nó mới cảnh không nắm. Nãy đi quá trời bắn hụt không, dở dữ trời. Nó làm được hai cu xanh mà rớt mất tiêu con. Ức thiệt chứ, đẩy cái bụp vô đít luôn. Trời ơi, mưa bậy luôn hả? Rớt rồi. Rớt xong rồi. Rớt xong rồi, rớt xong rồi. Rớt xong rồi ngay chỗ cây lộng rớt kìa, xiên ơi. Giỡm đâu, giỡm. Lại lùm cho anh Minh em ơi. Ở đâu? Nó bay lên luôn hả? Ờ, dưới đây nè, đập cánh nó bay qua nó luôn. Ủa, em thấy rớt xuống nước mà. Ờ, rớt xuống nước rồi nó đập cánh nó bay qua cây xài thôi, chỗ cái me nó thắng vô trong nó luôn. Rồi luôn. Thắng vô đó luôn. Nè, hửi cái đi. Nè, hửi cái, hửi cái. Trời, nổ vậy mà không bi anh em. Mình bằng té ăn con kìa. Chỗ này nè. Lùm nó đi. Để em vào đây. Lùm đi, nó qua đây nè, lùm đi, lùm đi. Cái chỗ nhắn nhím chèo quăng đó. Thấy. Đó. Nhìn xuống. Đi sâu cao vào đây. Mình đừng có cú xanh nữa nè. Đây nè, đây còn nguyên ngồi, biên bày nè. Bày này anh anh bắn nãy giờ nó tiếng ngộ. Cho ăn lên đừng cho ăn xuống. À, góc này không. Rớt luôn ngay. Ôi trời cái trắng luôn. Kìa kìa nè, nè nhìn nè, kìa. Thì đi qua đó rồi đó. Ừ. Còn nữa. Nãy còn hai con nữa, em nhìn thấy dưới còn hai con nữa. Ở đây cái gì nè. Không phải, đi rồi. Một con. Không biết lùm được không em, bắn rớt đây nè. Bắn đâu rồi? Ép nè.
cho mày ép nè. Về nè anh em ơi, điện thoại sau khai này nó lọt dưới mương ướt nhẹp hết trơn, giờ mày vẫn còn quay được. Này, anh em đi có nhiều đây à, đã gì trời. Cho anh em coi nè, này vô trong cái khu này không có ai hết trơn, hai anh em mình ướt nhẹp hết trơn. Đổ cho anh em coi, nay bắn được mớ à. Gì 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 này, bữa nay chơi rồ tổ bông không à, này bắn cũng được được anh em, nay gặp được một bầy cu xanh gần cái 100 con vậy đó. Sầu ca làm được 2 con mà mất 1 con, làm được 1 con, mình làm được 1 con, nhưng con kia ôm bị bay qua xong mất luôn. Đây 4 con hú bông nè, 5 con hú bông nè, 6 con hú bông nè. Trời bữa nay bắn máy không vậy ta, con này sầu ca mổ bụng trên cây luôn đó. 2, 4, 6, 7 con tô hú này nghe, một con cu xanh hàng hiếm, hàng cu xanh, nhưng còn cu cọp. Nay là hàng dữ dữ không đó, mày sao mà giật đầu đó. Rồi anh em mới chụp hình, cái anh em mình cũng về, anh em mới tối á, nãy sầu ca bị dắt cắn 3-4 con gì đó. Rồi anh em có mua thun thì liên hệ số điện thoại cho màn hình nha anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.